khi hôn nhân đối diện thử thách Cưới xong được 4 năm thất bại Mẹ nợ 300 triệu Lúc đó là khổ lắm, ba đứa con rồi đó Đi làm ở trong nhà hàng Có một đồng nghiệp làm chung Có tình cảm quá mức của cái tình bạn á Tình đồng nghiệp Xin em tha thứ rồi bỏ qua Thương anh thì thôi tha thứ cho anh Để làm lại từ đầu để cố gắng vượt qua Liệu sự tha thứ có thể giúp họ tìm lại hạnh Chào mừng quý vị khán giả, chúng ta đang gặp nhau với chương trình Thuận Vợ Thuận Chồng Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng quay lại với chương trình trong chủ đề Tha Thứ Và với chủ đề này thì định tàng mời quý vị trước tiên hãy gặp gỡ người khách mời đến chia sẻ ngày hôm nay Ca sĩ Quốc Đại Dạ, chào anh Đại dạ. Mời anh ngồi Quốc Đại xin phép được gửi lời chào đến quý khán giả của chương trình Thuận Vợ Thuận Chồng Chào, chào Đình tàng Chào anh Với anh trong tình yêu việc tha thứ sẽ như thế nào chữ tha thứ trong tình yêu nó rất là đáng giá tại vì phải có lỗi thì mới có chữ tha thứ đó xuất hiện chấp nhận cái sự tha thứ phải đòi hỏi một sự chân thành từ người phạm lỗi nếu đã chấp nhận tha thứ đó là tình yêu cái tình cảm nó lớn hơn lỗi lầm đó dạ yeah. và tôi nghĩ đòi hỏi cả một cái tình yêu lớn ở người tha thứ nữa đúng rồi và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến câu chuyện trong chủ đề tha thứ và gặp gỡ khách mời của chúng ta anh lê đình phương và chị thu kiều mời anh chị xin chào khán giả thuận vợ thuận chồng mình lê đình phương xin chào mc đình toàn và ca sĩ quốc đại dạ xin chào cô khán giả của chương trình thuận vợ thuận chồng xin chào mc đình toàn và xin chào ca sĩ quốc đại mình tên là Cao Thị Thu Kiều, năm nay 37 tuổi. Để đến câu chuyện hôm nay thì tạm nghe là hai người đã gặp và đến với nhau như thế nào? Lúc đó là anh đang ở Sài Gòn làm đồng bếp. Là về quê tình cờ gặp người yêu đi học 11 á. Học lớp 11, 11 là lúc đó mình nói trời, mình sao bé nào dễ thương vậy ta? Thế <laughs> là quyết định <laughs> tiến tới cua. Nhưng mà chạy thì quê là mình phải về đâu anh Phương? Dạ, quê ở Bình Thuận. Là lúc đó là Kiều là em đang học ở dạ, Bình Thuận luôn Dạ đúng rồi Nhưng mà rồi có một anh cua mình vậy Mình sao em đồng ý luôn hả <laughs> Dạ lúc đó thì cũng chưa đồng ý gì đâu Nhưng mà có cảm tình Rồi sau đó là đồng ý yêu là phải yêu xa Yêu xa Xong thời gian đúng xong hả? là nghỉ luôn Lúc đó về cưới vợ Cho anh hỏi bao lâu thì cưới Dạ hai năm Khi lúc đó mình gặp Rồi mình cũng có cảm tình dạ. Và mình bắt đầu chấp nhận quen Cho đến 2 năm sau thì dạ, để làm đám cưới Đó là Kiều sẽ lên thành phố sống luôn Dạ đúng rồi Cho anh hỏi một cô gái gì đã là có nghĩa là Vừa tốt nghiệp xong đúng không? Mình vừa hết lớp 12 Thì đã tròn 2 năm Ly lấy chồng Có sớm quá không? Đặc biệt là với những người bạn ở thời đại bây giờ Gọi là sớm nhất luôn á. <laughs> không có sớm quá mà là sớm, <laughs> sớm nhất, nhất luôn. <laughs> Có khi nào tiếc là Ủa đúng ra đó là cái khoảng thanh xuân đẹp nhất có bao giờ em tiếc cái khoảng thanh xuân của mình không đến sau này thôi chứ còn lúc hiện tại là mình không có thấy tiếc gì hết mê trai <laughs> à, <laughs> Không, lúc đó sẽ bước ra cái anh này cao to đẹp trai công việc ổn để rồi thôi mọi Được. thứ là quá tốt rồi yeah. Thôi, còn lựa chọn gì nữa đó là nghề đầu bếp đang thành nữa lúc đó làm mười mấy chiều một tháng là tài nghĩ nha các cô gái họ cũng sẽ nghĩ là có chồng làm đầu bếp thì mình cũng sẽ rất là thích. Bởi vì anh ấy sẽ rành nấu, nướng rồi này nọ mọi thứ. Nó cũng đỡ đúng không? Bây giờ cũng vậy. Toàn là chồng nấu ăn không? Thì ở nhà ai nấu ngon đứa đó nấu. Yeah. Đúng không? Chứ bây giờ thử mà anh giao cho Kiều nấu rồi nấu vợ anh chịu không? Cũng sẽ khó chịu thì tôi đúng sẽ rồi. làm đi cho đúng rồi. rồi. Không hợp khẩu vị. Đúng. Nhà, đỡ rồi. Bộ, đúng không? Yeah. Nhưng mà rồi về thì cuộc sống... Có giống như cô gái, một cô gái nữ sinh mong mướt về cuộc sống vợ chồng đầy thơ mộng không Kiều? Dạ thì cũng chỉ được hơn một năm đầu thôi Là bắt đầu sanh con, rồi ở nhà giữ con, rồi bắt đầu chồng thì đi làm Rồi ra ngoài có những va chạm của xã hội Với một cô gái khác? Dạ đúng rồi Em kể như là với một cái xã hội thì anh đã nghĩ là không Dạ đúng không? Lúc đó thì câu chuyện như thế nào? Đi làm ở trong nhà hàng, á, làm trong bếp thì có một đồng nghiệp làm chung có tình cảm và nhắn tin qua lại quá mức của cái tình bạn á, tình đồng nghiệp thời gian mình thấy có những cái cử chỉ bất thường rồi hay um, lén lúc giấu uh, điện thoại rồi đêm đêm hay coi tin nhắn này kia đó dạ là mình mới phát hiện ra lúc đó phường sao lúc đó là thú thật với vợ xin em tha thứ rồi bỏ qua người đàn ông lúc nào cũng đi ra đường cũng bị cám dỗ hết thôi thương anh thì thôi tha thứ cho anh để làm lại từ đầu để cố gắng vượt qua vừa đồng ý nhài lòng luôn dạ <laughs> yeah. nhưng mà anh muốn hỏi tới câu chuyện đó thì là bao lâu thì em mới biết dạ yeah, ở uh, năm sáu tháng mới phát hiện ra huh? hay dữ ta cũng dài hơn một giai đoạn để chúng ta gọi là say nắng dạ. Yeah. say nắng đúng thật ra say nắng rất chừng một tháng hai tháng thôi nhưng mà tới năm sáu tháng thì nó nó đã bắt đầu có nhiều đúng không? Với cảm nhận của người phụ nữ, anh nghĩ là em sẽ biết nó không phải là cái chuyện là mình chọc ghẹo nhau. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ. Bây giờ thì mọi chuyện qua rồi, đúng không Phương? Thì mình nói chuyện với nhau nó sẽ thoải mái. Đương nhiên chắc chắn lúc đó có cậy miệng cũng không khai, có chối không? Chối. <laughs> lúc đó cày miệng cũng khai, bây giờ là khai. Giờ cũng bốn đứa con rồi, mọi thứ cũng qua rồi thôi. Bạn cũng xin lỗi thưa ngày hôm nay là mình mình nhắc lại không phải để mình khơi lại một chuyện buồn của gia đình Đúng. nhưng mà để mình thấy rằng chúng ta đã vượt qua vượt qua những trong gai ở trong cuộc sống như thế nào và giống như là bản thân của Kiều Kiều cũng sẽ là mình thêm lòng tin cho cái người đàn ông ở bên cạnh mình để mình lại tiếp tục sống và có những đứa con như hiện tại nhưng mà anh toàn hỏi là lúc đó thì anh ấy năng nỉ một câu là em tha luôn vậy đó hả dạ không <cười> <cười> dĩ nhiên là không cũng có cự cãi nhưng mà để quên đi thì cũng chắc chắn là cũng sẽ không bao giờ quên ừ. nhưng mà mình phải tập cái tính mình dằn lại để mình giữ gìn cái hạnh phúc gia đình mình yeah. là mình tha thứ yeah. lúc đó một mình Phương năng nỉ thôi hay là mình có phải nhờ cậy anh đừng có là sẽ nhờ. nhờ cậy bạn bè hoặc là gia đình bạn hai bên bè. em nhờ ai nhờ bà chị và thêm mấy đứa bạn thân nói, nói vô nói người đàn ông lúc nào cũng có lầm lỗi rồi thôi tha thứ để quay về gia đình rồi yeah. theo bước đại nghĩ nha trong mọi cái thì nó luôn có hai mặt hết và giống như là chuyện này nó xảy ra thì sẽ có cái xung đột để rồi sau đó khi mà mình giải quyết xong xung đột thì tình cảm của mình nó sẽ gắn kết hơn và mình sẽ hiểu nhau hơn và mình biết cái cách mà mình né những cái cám dỗ đi dạ đúng đó, anh thành ra thành ra cái chuyện đó là anh nghĩ thà làm xảy ra sớm mà mình phát hiện luôn triệt ngay rồi sau đó là mọi thứ nó tươi vui chứ để sau này rồi lớn lên mới hư thì lúc đó hơi mệt <cười> <cười> em biết nhiều người họ sẽ có quan niệm ngược lại có nghĩa là tới khi mình có con cái Đề hoài rồi thôi thôi kệ đi tôi vì con thì kệ tới những lúc đó mà cái cuộc tình đó nó chỉ còn chữ nghĩa nhiều ừ. hơn Chữ tình thì người ta sẽ dễ theo nhưng mà thật ra anh ta nghĩ đó cũng sẽ là một cú sốc của mình bởi vì lúc đó em còn quá trẻ là một cô nữ sinh ra và mình sẽ mơ mộng về cuộc sống gia đình nó sẽ khác hẳn. Rồi vậy thì lúc đó điều gì khiến em nhớ nhất và em quyết định tha thứ? Dạ điều nhớ nhất là ba mẹ của em á nói là đàn ông thì lúc nào cũng phải có một cái tật này tật kia nhưng mà ví dụ như phải xem xét lại cái câu chuyện có quá ly lắm hay không để mà giữ gìn hạnh phúc một vợ một chồng à ba mẹ là khuyên như vậy chứ không muốn con cái mà đổ bể rồi thì lúc đó em nghĩ đến điều gì để em tha thứ vì con Quân đang nghĩ là Kiều nó mặc dù nó là lúc đó là vì con nhưng mà không cô đang nghĩ là rất là thương phương Tình yêu nó đủ lớn, đủ bao dung Chứ nếu như mà tình yêu mà không có đủ lớn thì 10 người nói hay hai chục người nói hay là hai ba đứa con thì khi mà nó đã quá cái sức chịu đựng ừ dạ. thì rất là khó rồi giờ, cho tới bây giờ em hoàn toàn tin người bạn đời mình chưa cho tới hiện tại bây giờ năm mươi năm mươi dạ gì mà nói tin rồi sẽ không bao giờ nói tin rồi đâu đó sẽ là một vết hằng đúng không nhưng mà để cho cả hai cùng phải đề phòng để mình mình không phải đổ vỡ một cái việc đó lần nữa đúng không nào? đến bây giờ thì uh, hai vợ chồng là có bốn mắt con bốn đứa con dạ rồi phương là anh vẫn làm công việc đầu bếp đầu bếp nghĩa giờ buôn bán hải sản dạ rồi uh, tại sao là hai vợ chồng quyết định mình thay đổi qua một cái việc kinh doanh khác tự do hơn vì thêm có ở dưới quê làm mấy trăm cây sầu riêng nữa Thành thường mình lên về quê liên tục Trong cái cuộc sống vợ chồng của mình á Mình có điều gì mà Mình bất hòa với nhau không? Và mỗi lần như vậy thì mình sẽ giải quyết Cái việc đó như thế nào? Có chứ, giống làm chung thường hay xảy ra chuyện Bất hòa, giống như mình thì nói à, Em bỏ gòn anh vô Vời hướng chiều, à, có tôi lành Mình nói dời qua bên đây, đi. vời không chiều Nói ở để cho vị trí cũ Bắt đầu bất hòa ý kiến, đào đầu cãi qua cãi bê Xong tối, xong ăn cơm xong Đi vào em, dẫn đi vào xong về. <laughs> không nhưng mà rồi cuối cùng là Cái chuyện mày dời qua chỗ nào Là mình chịu thiệt nằm im luôn Đâu hơn vừa được Nhưng mà cho anh hỏi là Vì sao em không muốn dời cái tủ lạnh đi Anh đang hỏi ví dụ trong câu chuyện đó thôi Dạ tự nhiên cái tủ lạnh nó đứng trong tường Vừa hồi giờ rồi Mà ông cứ xích qua bên này à Nhìn vô nó không có thoáng cái nhà Mỗi người mỗi ý á Nhưng mà với Phương thì tại sao Mình muốn cái tủ lạnh đi ra ngoài để lúc mình dọn dẹp vệ sinh nó gọn <laughs> Cuối cùng em thấy đây, cái tù lạnh để ở đó Làm vệ sinh có dễ không? Tại vì ông làm ông <laughs> à, Em thấy là có những câu chuyện gì nè Thường nó sẽ là những cái vấn đề Ở trong gia đình Ai cũng thấy mình đúng hết dạ, đúng Nhưng rồi. đôi khi là mình không nhìn ra Cái đúng của người khác Và mình cũng không đặt mình vào vị trí Của đối phương chứ nếu mà thực sự nha mình đặt mình vào cái vị trí đó thì mình sẽ thông cảm hơn dạ đúng rồi em cũng thấy đúng tối về giờ tủ lạnh lại không phải nhưng mà lúc cãi nhau về cái tủ lạnh đó thì có nói lý do không có chứ mình phân tích luôn với vợ mà nó không để im với chỗ ngủ lại vậy <laughs> cho em đi nhiều khi xong buổi nói chuyện này về là về là kiều mới là người dời Tủ lạnh đó thì em nói mà yên tâm tối về giờ tủ lạnh đi mình có một cái sự thay đổi thực ra anh đang nghĩ em sẽ có lợi thế hơn dạ. trong cuộc sống vợ chồng dạ, bởi đúng vì đúng em rồi. là phụ nữ cho nên đôi khi là mình sẽ có cái việc là học em làm đi Nếu anh không làm em sẽ giận Hoặc là em sẽ lôi chuyện cũ ra Thì thật ra anh nghĩ là mình đặt mình vào vị trí của người khác Cũng là một cách để mình giải quyết vấn đề Vậy thì với anh Phương là cái việc là Vợ thường xuyên không nghe lời <laughs> Đúng không? Tỉnh ngang lắm, không chịu Quốc đại thấy rằng là phụ nữ luôn luôn là công chúa Cho tới ngày hôm nay mọi sự thuận hòa gia đình êm ấm mọi thứ rồi nhưng mà vậy thì ở trong cái hành trình hai vợ chồng mình làm ăn thì toàn thấy là có vẻ các bạn cũng làm nhiều việc có khi nào mình thất bại không có lúc mà cưới xong được bốn năm thất bại mẹ nợ 300 triệu xong từ ba triệu đó vượt dậy là một bức ngoặt đáng nhớ lúc đó là khổ lắm ba đứa con rồi đó Dạ Tính nỗi là vợ mình một người phụ nữ đức đảm đang lúc đó là nghỉ làm đầu bếp là qua chuyện qua làm bán đồ ăn sáng và bán bánh bút lọc vừa bán một ngày hai cử đến 7 giờ tối luôn mà về phương thì ở nhà giữ con và làm ra sản phẩm cho vợ bán là khi đó vật dậy trả hết nợ ngân hàng 300 triệu giữ lại 200 triệu về mua miếng đất tích lũy tích lũy lên mua tiếp ở hiện tại là được bốn màu máy đất bước ngoặt đáng nhớ nhờ vợ giỏi quá và thật ra nó cũng sẽ là một trong những cái gian khó trong cuộc sống mà hai vợ chồng cùng đi qua yeah. nó không chỉ là chuyện tình cảm mà nó còn cho việc kinh tế nữa vậy thì cho anh hỏi lúc đó đó kiều một mình em mình đi ra bương chải với cuộc sống cảm giác của mình lúc đó như thế nào có cảm thấy thất vọng hoặc hối hận lúc đó sao mà giỏi lắm không có suy nghĩ tới mấy cái đó à chỉ có suy nghĩ là sáng đi bán là chiều về có lời thôi mà trời cũng, cũng cho lắm bán lúc nào cũng có lời hết lúc nào cũng đặt hàng hết bán gì được cái đó, yeah. chứ không có suy nghĩ ở sau khổ quá cực quá này kia không có vẫn làm và toàn nghĩ là ngày hôm nay nè khi chúng ta ngồi đây chúng ta không chỉ là nói chuyện với nhau mà chúng ta chia sẻ yeah. về những cột mốc ở trong cuộc sống của mình nữa, toàn nghĩ cho dù là khó khăn hay hạnh phúc nhưng nó cũng sẽ làm điều đáng nhớ Để khi chúng ta nhắc lại Chúng ta biết là Mình đã bên cạnh nhau kháng khích như thế nào Mình đã cùng vượt qua ra sao Giống như thật ra nãy trong rất nhiều câu chuyện Phương nói chuyện đó Vợ giỏi quá Nhưng mà bản thân Toàn thấy anh cũng là một người rất là giỏi Và cả hai vợ chồng đồng lòng vượt nhau Cùng nhau vượt qua những khó khăn Anh quốc đại với câu chuyện em nay anh đã thấy sao nè hôm nay được ngồi ngay một cái chủ đề có thể nói là nhạy cảm trong một chương trình mà thuận vợ thuận chồng nhưng mà qua đây thì mình thấy hiểu hơn là sự sẻ chia giữa hai vợ chồng với nhau nó rất rất là quan trọng luôn sự sẻ chia với sự hiểu thông cảm cho nhau và hiểu nhau để cùng nhau mà vượt qua những cái khó khăn trong cuộc sống cảm ơn chương trình đã cho quý đại ngồi cái số rất là đặc biệt như thế này dạ yeah. thưa quý vị khi chúng ta nói ra hai từ tha thứ nó sẽ dễ nhưng để làm chắc chắn nó sẽ khó và để hoàn toàn gọi là tha thứ thì nó sẽ càng khó hơn cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình và giờ là lúc chúng ta sẽ có những thời gian riêng những không gian riêng cho câu chuyện của mình cho những lời mình muốn nói với người bạn đời mình xin mời kiều ơi anh cảm ơn em đã tha thứ cho anh cùng anh vừa qua để nuôi dạy bốn đứa con anh sẽ luôn luôn yêu em lo lắng cho em đến quãng đời sau. Cảm ơn em, anh yêu em Kiều ơi. Mọi chuyện trong quá khứ đã qua rồi, vợ chồng mình phải cùng nhau cố gắng hướng tới một tương lai tốt hơn để cùng lo cho các con và vun đắp gia đình. Em và các con thương anh nhiều lắm. Đại xin phép thay mặt của chương trình thuận vợ thuận chồng xin cảm ơn hai em đã đến đây. Cảm ơn đại anh gửi. một lần nữa cảm ơn hai vợ chồng đã đến với chương trình cảm ơn quốc đại đã cùng đến và chia sẻ trong ngày hôm nay xin chào và hẹn gặp lại